Ngọc mến chào cô chú anh chị trở lại với kênh Mê Cây Yêu Vườn cho cuộc sống Mỹ nha cả nhà. Một dòng bự nè cả nhà. Wow, quá trời bự luôn. Nó rụng nè, nhà mình nhập nó rụng. Đúng, nó dập nè, ủa quá trời. Cái này đem vô để cắt cái chỗ dập này bỏ rồi xay nước uống. Trời ơi, nó chín, nhìn nó căng mọng cưng quá cả nhà ha. Bự nè, bằng cái bàn tay của Thảo không? Dễ thương quá. Nè, nó chín nó nứt nè. Nứt rụng. Cái này xay nước uống ngon lành. Chín quá rụng nè. Không có kịp hái luôn mà. Rụng nè, đỏ đen gì tùm lum tà la dưới gốc, ta nói không thể nào mà nói nổi, bữa nó đỏ hết luôn đó cả nhà. Mà bữa nay nó ủng lại rồi đó. Quá xa luôn. Đây. Chô cha nó bự. Nè. À, hái vậy nè. Đó mình biếu cho người ta để người ta chưng, người ta cúng á. Nó. Một tay khó quá cả nhà. Wow, trời nó nặng. Rất là bự nha cả nhà, bởi vì Thảo zoom cái màn hình nó chỉ có là 0.8 thôi. Chứ không là nó bự lắm. Nặng ơi là nặng luôn. Hái bỏ đây chung với mấy trái plum hồi nãy mình hái đó. Ô, cái em này đậu sát vô trong cái thân luôn nè. Trời ơi nó dễ thương. Đây, hái như này cho cả nhà mình mường tượng nè. Bàn tay của Thảo nè, đó. Chín hết trơn rồi. Đã quá. Trong này thì trái nào bự thì mình hái. Ô, trái nào nhỏ thì mình chừa lại. Chín hết rồi cả nhà ơi. Năm nay á, cây táo á, trái nó chất lượng nhất. Năm nay là năm thứ ba, mùa trái thứ ba của nó. Mà trái nó bự nhất trong các năm luôn đó cả nhà. Dễ sợ. Này. Bẻ như thế này nè, để mình bỏ lên bàn thờ đó. Cho nó đẹp, má nó có cuốn rồi đó. Đó hai cả nhà ha. Lát nữa Thảo sẽ khoe với cả nhà mình. Thảo có một cây apple đỏ nha. Mà cây apple này á, Thảo thấy lạ cho nên Thảo sưu tầm để chơi. Mà những khách đến nhà để mà mua cây đó, ai nhìn cũng hỏi hết á. Cây kia kìa, cái vỏ nó màu đỏ đẹp lắm, mà cái ruột nó đỏ luôn nha cả nhà. Lát nữa Thảo quay sau nha. Oh my god. Đó. Chưa kịp cái này không phải là bị con gì đục đâu, mà bị con gì nó ăn á. Cái này vẫn xay nước uống là tốt. Đó, cho nên mình để mấy cái trái mùi này mình ăn. Còn trái tốt, trái đẹp thì mình mới đem biếu. Nè, ôi trời ơi, nó chín rụt đến mức mà Thảo vừa thọt tay vô là nó rụt nè. Không hề có một cái dấu nào mà của cái con ong hay con gì nó đục nha. Nhưng mà tại vì chỉ mùi quá rồi, rờ vô là chỉ rớt thôi. Rờ vô là chỉ rớt đài thôi. Đây, ô chà chà, ô dễ thương quá. Rụt rũ hết trơn rồi. Đây. Hôm bữa nó nhiều lắm cả nhà ơi, mà tại vì mình không hái đó, là nó rụng cho nên quá trời quá đất luôn á. Đây là một cái giống khác nè. Đó, tại vì cái cây này của Thảo là 3 trong 1. 3 cây apple. Lộn. 3 giống apple trên một cây, cho nên cái giống này giống khác nè. Thấy cái form trái nó khác hay cả nhà ha. Đây là một loại khác nữa nè cả nhà. Đó. Cái form trái nó nè. Dễ thương không? Nguyên cái nhánh bên này là Thảo chưa có hái tới. Để cho nó mùi một chút nữa. Tại bên kia thấy nó mùi quá, nó rụng quá trời, thấy xót quá. Cho nên mình hái mình mang đi biếu. Đó, cả nhà nhìn coi, đỏ hết gốc. Nó rụng tứ phía hết trơn. Đây một chùm này cũng cho bá lửa nè. Để coi để hái luôn chứ để nó rụng nữa uổng lắm cả nhà ơi.
Trời ơi, quá xá là cái chùm này. Dễ thương gì đâu, năm nay trúng mùa apple trái bự. Năm nay thì trái của nó không có. Rồi mấy đứa nhỏ nó ồn. Đang quay video ở ngoài đây mà mấy đứa trong nhà nó ồn dễ sợ luôn. Cái này nó bị thẹo. Nó bị thẹo gì vậy? Kệ nó, mình trồng châu Á mình cũng trồng, mà Mỹ mình cũng trồng, cái cây gì mình cũng trồng. Mình thích vậy đó cả nhà. Để mùa nào mình có cái trái đó ha, đó vậy đó. Ví dụ như mình thất mùa cái này thì mình có cái khác. Ôi chà, bự quá trời. Mình mang mấy cái này vô mình cúng cho ba mình, cúng cho bàn thờ ba. Đây thao này cả nhà. Cái nào đẹp thì mình để bàn thờ mình cúng ha, còn cái nào mà nó mùi quá thì mình xay nước uống. Còn cái dây nhỏ bên này thì mình mang đi biếu cho người ta. Còn đây thì quá trời nè, chưa hái nữa. Đó. Cái bự chà bá lửa nè cả nhà. Chưa hái nè. Bữa nào dắt nước uống. Quá trời quá đất. Tiêu à, bự quá trời bự. Cái ông nổi luôn. Còn đây là một cây apple nguyên thủy của nó là chỉ có một giống thôi. Nè. Rất là nhiều trái này. Cây này giống khác nữa nha. Và đây một cái apple đặc biệt của Thảo mà hồi nãy Thảo có giới thiệu với cả nhà mình ha. Đây là cây apple màu đỏ nha cả nhà. Thấy lạ không? Cả nhà thấy lạ không nè? Đó, đẹp chưa? Đỏ tươi à. Hôm bữa Thảo hái ăn bên trong rồi nha. Ở trong cái ruột nó cũng màu đỏ luôn. Bây giờ Thảo sẽ hái một trái. Dưới đây cũng có một chùm nữa nè. Chùm dưới này khó thấy ha. Bây giờ mình hái một trái mình cắn ra cho bà con coi ha. Ở trong cái ruột đó nè. Hái trái này đi. Cái em này nó bị dựa vô đây rồi nó... Nó tì vô đây cái nó có dấu nè. Năm đầu tiên đó Thảo mới trồng cái này. Để Thảo nhớ coi. Chưa được năm đâu cả nhà đó. Cái này chưa được năm à, cho được một chùm trái nè. Mình nhét vô đây mình sợ nó gãy á. Nhét vô đây chùm. Đây chùm đó. Bên kia chùm được ba trái nữa. Giờ mình cắn cho cả nhà mình xem nha. Đỏ tươi đẹp ha. Đó. Rau luộc cũng đỏ cả nhà ha. Nó chưa chín cả nhà ơi. Chưa chín mới già. Cho nên còn cái vị chua cũng còn khá nhiều á. Cái này Thảo nghĩ nó chín á, nó sẽ ngọt hơn. Với lại nó chưa chín á thì cái thịt của nó, nó thì sao ta, nó chưa có xốp á cả nhà. Cái thịt nó còn xiết lại á. Nên là ấy, nhưng mà cái Thảo thích cái màu của nó nè. Ửng hồng đẹp ha. Cái vỏ thì màu đỏ, đỏ bọc đô nha. Màu này đỏ bọc đô. Ở trong thì ruột màu hồng. Dễ thương hai cả nhà ha. Đó, một cây apple mà Thảo siêu tầm được đó. Mấy chùm trái nè. Qua tới miếng thứ hai rồi thì thấy nó hết chua nha cả nhà. Hồi nãy miếng đầu thấy nó hơi chua. Miếng thứ hai nó bắt đầu thấy ngọt lại đó. Ngon cả nhà ơi. Cái này nó tùy vô nè. Nó tùy vô cái cây nha, chứ không phải là nó bị thúi đâu. Giống như nó bị ghẻ thôi chứ không phải thúi. Ở giờ sống dài cả nhà ơi. Ngon. Nói chung mà cái giống này ngon mà đẹp. Mình thích siêu tầm. Đẹp cái vườn. Cái lá nó cũng lạ cả nhà. Cái thân nó đó, thân nó màu đen đen tím tím, chứ nó không có màu xanh xanh giống như những cây apple khác ha. Còn một cây nữa Thảo cũng đang siêu tầm, nhưng mà hôm bữa nó có mấy cái chùm hoa mà không có đây. Để hôm nào nó ra trái á, sang năm á, Thảo khoe với cả nhà mình tiếp nha.